Chào mừng toàn thể tất cả quý vị đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Giờ phát sóng của chương trình là 13:15 trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và thưa quý vị, cùng chào đón người hâm mộ ngày hôm nay. Hi, xin chào tất cả mọi người, em tên là Trương Tiểu Nhu, hiện tại em là diễn viên. Hôm nay em đến đây để mong gặp được thần tượng của mình. Em có thể bật mí chút xíu về thần tượng của mình ngày hôm nay được không? Anh đó là một người có cái giọng rất đặc biệt. Chà chà chà. Không pha trộn lẫn vào ai được. Anh nghe một cái là biết liền. Từ giọng hát cho tới tiếng nói. Giọng hát tới tiếng nói luôn. Ghê chưa, ghê chưa. Em mê từ nhỏ luôn anh, khoái lắm. Vậy em mê cái bài gì nhất? Em mê cái bài Người Lạ Thoáng Qua. Anh Vũ sẽ có một món quà cho em. Chính thần tượng của em sẽ trình diễn ca khúc Người Lạ Thoáng Qua cho em nghe luôn. Em có đồng ý không ạ? Đồng ý. Dạ, một tràng pháo tay cho thần tượng. Hỏi cho em nhiều bên em sớm tối nuông chiều, còn anh chỉ là giống như người lạ thoáng qua. Đâu đến tận xa vời hoài vùng, phải chi bây giờ tâm ra chỉ là giấc mơ. Một thương hai chờ em đi anh cũng không ngờ, đành ôm kỷ niệm cô đơn anh với em. Năm tháng em về yêu em chẳng cần đâu. Tiên cho Phát Thanh Vương xin gửi đến tất cả những khán giả lời chào thân thương nhất trong ngày hôm nay. Rất vui được gặp mọi người. Cảm ơn Khánh Vương đã đến đây và cảm nghĩ của anh khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Khi đến đây thì Khánh Vương cũng rất là hồi hộp, bởi vì không biết là cái người khán giả hâm mộ giao lưu với mình ngày hôm nay là ai và như thế nào. Em thần tượng anh từ nhỏ rồi, em nghe nhạc anh rất là nhiều, mà hôm nay gặp anh ở ngoài thì em muốn chạy lại mua một cái luôn. Khoan, dạ. Ý em là hâm mộ anh từ nhỏ là từ lúc em mấy tuổi vậy? Dạ, từ cấp 2. Ồ, cấp 2 hả? Dạ. Như vậy cũng phải mười mấy năm rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Anh Phương là tuổi thơ của rất biết nhiều. Biết bao nhiêu người. Từ cái thuở mà nhỏ xíu xíu em có 18, 19 tuổi là từ ngày em xa nơi vòng tay anh luôn vẫn chờ em về đây. Dạ đâu mà mát. Chúng ta được đứng kế thần tượng của mình, một tràng pháo tay cho anh Phương ạ. À. Ok, cảm ơn mọi người. Bây giờ anh đang rất là chờ đợi, không biết là phần khích. Dạ, phần các phần một, đầu tiên của chương trình đúng không ạ? Sẽ như thế nào? Vâng ạ, kính thưa tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chào mừng quý vị khán giả trở lại với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và trước khi bước vào phần 1, phần trò chuyện giữa fan hâm mộ và thần tượng, thì em muốn nghe một lời hứa của anh trước 1.645.000 vị khán giả. Anh cứ hứa như là anh nói là sự thật. Thôi rồi, nếu vậy anh sẽ hứa là anh sẽ trả lời hoàn toàn là sự thật tất cả những câu hỏi em hỏi anh ngày hôm nay. Còn em đã chuẩn bị sẵn cho mình thế nào khi mà được gặp thần tượng? Em cũng trăn trở dữ lắm. Em trăn trở? Em suy nghĩ, em thức đêm để em hỏi những cái câu nó vừa xoáy mà nó vừa không xoáy. Rồi, ok, chúng ta có thể đến với câu hỏi đầu tiên chưa ạ? Dạ được. Xin mời em.
Em biết anh Phương qua nhóm nhạc gì chung với anh Thế Vinh em à, MB5. Dạ. Dạ. Có nghĩa là đó là cái những cái hình ảnh đầu tiên mà dạ, em biết về anh đúng không? Dạ. Nhưng mà nó chưa có đậm sâu bằng khi mà anh hát solo rồi là tình cảm đó mãi mãi không bao giờ đổi thay. Dạ, à. Thanh xuân của em luôn á anh. Trong thời điểm mà anh Phương mới đầu mới ra hát solo là anh có để một kiểu tóc rất là Hàn Quốc, một cái kiểu tóc mà rất là như vậy nè. Hồi đó là trend chụp hình là một cái áo trắng ở trong rồi. Cái giờ này em còn nhớ cái tấm hình của anh chụp nữa mà. Thì em muốn biết là cái khoảng thời gian anh bắt đầu ra solo thì anh sẽ gặp cái khó khăn gì á? Tại vì em nghe nói là khi mà tách nhóm rồi là khó khăn hơi bị nhiều luôn á, là anh sẽ vượt qua nó như thế nào? Cái niềm đam mê đầu tiên khi mà Khánh Phương đến với âm nhạc đó chính là hát nhóm chứ không phải là hát solo. Khi mà nhóm rã thì mình cũng, tinh thần cũng bị xuống rất là nhiều, bởi vì cái nhóm đó là Khánh Phương đã tâm huyết trong khoảng 2-3 năm, bỏ tất cả những thời gian, dành rất nhiều tâm huyết và công sức vào cái nhóm đó. Khoảng thời gian đó thì lại nhà Khánh Phương lại mở một cái nhà hàng quận nhất, thì Khánh Phương lại làm quản lý ở đó. Dạ. Cứ tưởng là mình sẽ bắt đầu có một cái ngã rẽ đi mất rồi. Đúng rồi, ngã rẽ và mình sẽ phụ những cái công việc kinh doanh gia đình, nhưng mà hàng ngày ở đó bật nhạc thì nhà hàng mới biết rồi, lúc nào cũng phải có nhạc đúng không? Xong bật nhạc của người này người kia, mình nghe những cái giai điệu, những cái âm nhạc nó đến với mình thì mình đâu chịu nổi đâu. Những tay chân mình nó ngứa nghề. Yeah. Mà nghe mà tại người ta hát chứ không phải là mình hát nữa. Thành ra là mình cảm thấy nói chung là ruột gan mình nó rối bời. Bắt đầu anh tìm cách, anh đi thu âm một vài ca khúc giống như kiểu cover hát lại á. Mình nghĩ là làm cho vui thôi. Yeah. Thì trong cái lúc thu âm mấy cái bài đó thì cái anh mà bấm thu á, anh nói là em ơi, cái chất giọng của em á là chất giọng solo chứ không phải là chất giọng hai nhóm, vì nó có một cái màu sắc riêng. Mình mới nói anh ơi em thu chơi thôi, chứ còn thực ra bây giờ em cũng không có định hướng, sự là em đang rất là nản, em không muốn đi theo con đường này nữa. Yeah. Có thể là em kinh doanh với gia đình của em thôi. Anh nói là em phải tin anh, em phải em thử sức đi. Em có một cái định hướng và em có một cái quyết tâm thì anh nghĩ chắc chắn là em sẽ làm được cái gì đó. Thì nói chung là cái lời nói đó nó cũng ít nhiều nó tác động vào cái suy nghĩ của Khánh Phương lúc đó. Thế là đúng dịp Khánh Phương và mẹ đi du lịch, ngồi trong quán cà phê là lần đầu tiên anh nghe cái bài Mưa Thủy Tinh. Yeah. Xong rồi anh đã tìm mua cái đĩa đó, bài đó hồi đó đang hot nhất. Sau đêm là anh viết cái lời bài đó xong luôn. Yeah. Tại vì mình thích mà, mình có cái cảm hứng mà. Yeah. Xong rồi về đi thu luôn. Thì chỉ nghĩ là thu nghe chơi thôi. Thu ra thì bật trong nhà hàng nghe, ai cũng thích đó. Mê. Ai cũng thích. Rồi tự nhiên nói cho nghe. Dù bạn biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn. Làm sao để xóa hết nỗi đau thì thu này. Người đã nói tôi chỉ là một bóng mình, không thể mãi bên đời. Lại một cái cơ duyên nó đến là anh Quang Huy á, tự nhiên anh gọi cho mình, anh nói là anh đang thiếu một shot của một ca sĩ trẻ. Thế là mình bê bài đó lên đó luôn. Đó, em có nhớ là cái bài Mưa Tinh đầu tiên là anh đứng hát trên sân khấu theo góp. Xong rồi có cái cô gái mà múa đó, theo á, đó là có thể nói là lần xuất hiện đầu tiên. Yeah. Là với tư cách là solo của anh á. Thì mà lúc đó anh được hát trong vị trí đó là hơi bị xịn luôn. Đúng rồi, thì cho nên là anh mới nói là một cái cơ duyên nữa. Dạ, chứ không phải ai cũng được hát ngay tại trên thế giới V-pop của anh Quang Huy đâu. Dạ đúng rồi. Em ngồi đến thinh em nghe nãy giờ không chấm nhúng nhích luôn á. Nó nổi da gà luôn á anh. Mà anh có định khi nào ra sản phẩm mới không? Tại em cũng hơi ngóng rồi đó. Trong năm nay thì Khánh Phương sẽ cho ra mắt một bài hát do Khánh Phương sáng tác. Wow. Dạ. Có gì nếu mà anh sẽ thấy anh sẽ nhờ em giúp anh chỉnh hòa sửa lại hòa âm phối khí để hòa và hòa âm phối khí. Dạ, dạ. Có thể là em góp ý em chỉnh sửa cho anh thêm cho nó hoàn thiện. Dạ, hơn vâng cũng à. Được mà. Dạ, phòng thu cái đinh phủ đó mọi người. Vâng ạ. À, bé Nhung ơi. Dạ. Nãy giờ là anh thấy em còn hiền quá, em chỉ hỏi xung quanh đằng sau cái công việc của anh Phương không, mà em có câu hỏi nào muốn hỏi sâu hơn, riêng tư hơn nữa được không ạ? Thì mình cũng phải nâng level từ từ. Anh bắt đầu hoang mang rồi đó. Trời, cũng không có gì đâu. Nhìn vậy chứ cũng nhẹ nhàng dịu dàng lắm à. Em nhu mì mà. Nên là anh cho em hỏi anh có dự định gì trong tương lai về cuộc sống của mình á? Em thấy anh cuộc sống cũng của mình hả? Dạ, cuộc sống riêng á. Riêng á. Hỏi sao như quá thì hơi kỳ á. Ý là muốn hỏi anh khi nào kết hôn đó. À, chuyện kết hôn thì
Khánh Phương nghĩ nó còn là một cái duyên nữa. Có những người có thể đồng hành với chúng ta trong một khoảng thời gian, nhưng mà không có duyên thì cũng có thể là không đến được với nhau. Biết đâu cũng có những người chúng ta chỉ mới gặp trong một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng mà nếu thực sự có duyên thì có thể ở với nhau lâu dài. Thì Khánh Phương nghĩ là hy vọng là trễ nhất là trong năm tới sẽ có tin vui cho mọi người. Wow, trễ nhất là trong năm tới. Thì anh Phương cũng đã từng đi diễn rất là nhiều nơi. Em có từng đi theo xem anh Phương diễn một show nào chưa? Thì từ nhỏ em chỉ được qua CD này kia, có gặp về thì em có cơ hội thì em sẽ đi nhưng coi. Chứ là... còn để đi xa thì... Nhà em ở đâu nhỉ? Dạ em ở tận Bạc Liêu luôn anh, miền Tây. Bạc Liêu anh cũng, lúc trước anh cũng có về mấy lần rồi. Dạ. Có về ngay Bạc Liêu, ngay chỗ nhà quá không biết có đi coi bộ, mà tại để theo xa thì em không có đi được. Nếu mà anh có tới dưới là em có mặt em à. Em có muốn hỏi về một cái kỷ niệm đặc biệt nào đó của anh Phương khi mà đi diễn không? Em muốn hỏi là cái sự cố, tất nhiên mình phải có đúng không anh, mình mấy năm rồi chứ bộ ít đâu. Thì cái sự cố nào làm anh đáng nhớ nhất á? Có một sự cố vừa có thể nói là vừa buồn cười mà cũng vừa làm cho mình rất là ngại nữa. Đó là có lần anh đi diễn ở ngoài Bắc, ở Đông Triều, Quảng Ninh. Thì hôm đó mình nhảy sung quá, thế là lúc mà anh làm cái động tác toạt này, thế là vừa toạt xong cái xong rồi mình cảm thấy mát mát ở dưới. Mát mát đúng không ạ? Những ngọn gió mát, thấy mát. Mà hôm đó trời lạnh nữa, cảm thấy kỳ kỳ rồi. Nhưng mà theo thói quen thì mình cũng đang diễn mà, mình cũng không tiện mình nhìn xuống. Nhưng mà bắt đầu thấy khán giả bắt đầu cười ồ lên, thì lúc đó mình phát hiện ra là em thử làm lại cái mặt nét khán giả đó được không anh? Có đúng không rồi nè? Trời ơi kìa. Thì ý là mình sau đó mình phát hiện là rách rất là to. Mà anh xem lại trên YouTube mà người ta quay á, anh mới thấy nó mắc cười. Xong rồi lúc đó mình cũng nhanh trí, tại vì lúc đó mình mặc cái áo vest á. Xong rồi hát cái bài đó thì cũng xin lỗi khán giả, nói là sự cố cho nên là hôm nay chỉ hát được 3 bài thôi. Thì mọi người cũng nói chung mọi người cũng thông cảm. Dạ. Em còn câu hỏi nào muốn hỏi anh Phương nữa không? Em muốn hành động. Quá action, hành động rồi hả? Giờ đằng đây em thấy có một đợt là anh xuất hiện giữa đám đông mà anh hát á. À, cái đợt mà anh đi vô một cái quán là đông người xong mới lấy cái ba ta đập cái đùng rồi anh có đi phải đập đó. Bàn không? Dạ dạ. Ý là em muốn anh làm lại giống vậy ngầu. Anh làm những cái short phim đó thì anh sẽ canh những cái lúc mà mọi người đang rất là tập trung ăn uống. Và cái mục đích của anh là làm cho mọi người giật mình. Em muốn giật mình. Em biết rồi, em chỉ muốn cover lại thôi. Anh nhẹ nhẹ nha anh. Ok, không thì anh đây là anh tương tự lên cái bàn thôi. Anh không biết là anh Phương cover cái nào cũng triệu view hả? Nên là nó đậm chất đó. Nó đậm đà lắm. Cũng được à. Và ngày đó anh nhớ trên con đường kia, mùa mưa giờ em đã bước đi chẳng ta từ. Để giọt mưa như thủy tinh và giọt nước mắt rơi mỗi đêm canh thâu. Ôi thấy ngầu chưa anh? Thôi giờ anh Vũ thấy vậy nè, em thấy vậy nè, giờ nãy giờ chúng ta đã trò chuyện xong rồi, giờ chúng ta chơi một cái trò chơi vận động gì đó đi. Ok. Để cho không khí được nóng lên thêm, nãy giờ mình ngồi cũng nhiều rồi. Và kính thưa tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với phần 2 của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Phần 2 lần này dành cho Khánh Phương và bé Tiểu Nhu. Đây là một thử thách mang tính chất đồng đội. Trò chơi được mang tên là đá trái banh bằng đầu gối vô cái rổ. Trời đây, khó đó nha. Một người sẽ được cử bên đây đứng cầm cái rổ và trái banh. Sau đó cái tay cầm trái banh thảy qua cho cái người bên kia. Đó. Rồi, giả bộ em thảy. Và cái người bên kia có nhiệm vụ gì? Đây, cái người bên kia thì đứng bên đây. Đánh nếu mà đứng đầu bên gối kia thôi, đúng không? Đá đầu gối lên thì mọi thứ nó đã quá dễ dàng. Coi như là còn gì để nói nữa. Nhưng anh phải lấy cái tay anh chụp kiểu như vậy. Đó. Rồi, khi trái banh bay qua rồi, anh phản cái chân anh qua. Cái người em đứng bên bển sẽ phải dịnh cái trái banh vô. Đây, hứng cái trái banh vô xong. Nhưng mà cứ hứng có được đi qua cái đỏ này không?
Ây, để em giải thích cho anh nghe. Nếu như mà được đi qua cái màu đỏ này thì người ta không dán cái màu đỏ này làm gì cả. Rất là đơn giản đúng không ạ? Trong vòng 3 phút, 7 trái banh vào rổ là chiến thắng. Xin mời chia vị trí ạ. Anh đá ha, em hứng cho. Ok. Vậy thì trước khi thi đấu mình phải có một cái khẩu hiệu để chứng tỏ tinh thần đồng đội của mình được không ạ? 1, 2, 3. Victory! Yes! Và kính thưa tất cả quý vị, sau đây là trò đánh banh bằng đầu gối vô cái rổ kia cấp hẹt. 3 phút bắt đầu. Cố lên, cố lên ạ. 7 trái hơi khó đấy nha. Hai. Đó. Vô một trái. Một trái, một trái. Hai. Trời ơi, ơi, cao quá. Quá dễ luôn. Em bỏ bớt ra đi. Được hai trái rồi đó. Rồi, hai trái rồi, hai trái rồi. Ok, 3 trái. Không được đứng sát qua vạch nha. 4 trái rồi. Cố gắng lên, chỉ còn 3 trái nữa thôi. Rồi, hụt rồi. Đây, bắt cao lên. 2. Đúng rồi. Anh giờ. Hay quá, 5 trái. Cố lên em, còn 2 trái nữa, cố lên. Thời gian vẫn đang trôi ạ. Đây đó, 6 trái rồi. Yes. Yes. Yeah. Và kính thưa tất cả quý vị và các bạn, sau phần thi dùng đầu gối đánh banh vào chiếc rổ, Khánh Phương và bé Tiểu Nhu đã giành chiến thắng ạ. Chúc mừng ca sĩ Khánh Phương và bé Nhu đã hoàn thành xuất sắc cái thử thách mang tính chất đồng đội của mình. Em có cảm giác như thế nào khi mà được chơi một cái game với thần tượng mình, một cái sự kết hợp rất là xuất sắc ạ? Vui chứ, anh thắng thì mình vui lắm. Nhưng mà đúng, em cũng chơi nhiều rồi. Game khác với anh Phương nữa. Thắng thì phải có thưởng. Yes. Sẽ có 2 voucher dành tặng riêng cho anh Phương và bé Nhu. Một tràng pháo tay được không ạ? Xin cảm ơn. Cảm ơn Vũ rất nhiều. Có thể nói là nhờ cái sự cổ vũ của em đã làm cho hai người có thêm cái động lực và giành được chiến thắng này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Giờ phát sóng quen thuộc của chúng ta là 13:15 trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Khánh Phương có một lời nhắn nhủ đến tất cả khán giả yêu thương mình ở khắp mọi miền đất nước cũng như là ở nước ngoài là dù cho thế nào, dù cho con đường nghệ thuật nó vẫn luôn nhiều những chông gai, nhưng mà bản thân Khánh Phương sẽ luôn cố gắng hết mình, sẽ hoạt động nghệ thuật một cách chân thành nhất, nhiệt huyết nhất để mà làm sao có thể đưa ra những sản phẩm hay nhất để cho tất cả quý vị thưởng thức. I love you all my fans. Tới bây giờ em cũng còn rất là vui, rất là nôn nao nữa. Tụi em luôn theo dõi và chúc con đường sự nghiệp của anh ngày càng phát triển và thành công hơn ạ. Chúc anh nhiều sức khỏe.